Không phải Đàm Tùng Vận, Nhậm Gia Luân mới chính thức tái hợp cảnh điểm trong Kiều Tàng. Thông tin Nhậm Gia Luân cùng cảnh điểm sẽ nên duyên trong dự án phim cấp S Kiều Tàng đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ phía khán giả. Mặc dù chỉ mới là tin đồn, song Kiều Tàng vẫn luôn là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Khoảng thời gian trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ cùng nhau trở thành hai diễn viên chính của phim. Tuy nhiên sau này liên tục xuất hiện những tin đồn cho rằng hai diễn viên chính của phim đã thay đổi. Mới đây có tin đồn cho rằng Nhậm Gia Luân chính thức tái hợp cảnh điểm trong Kiều Tàng. Điều này lại một lần nữa tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nếu như nhận lời mời đóng Kiều Tàng, thì sẽ là tác phẩm đánh dấu màn hội ngộ thứ hai của bộ đôi Nhậm Gia Luân và cảnh điểm trên màn ảnh nhỏ sau 5 năm kể từ Đại Đường Phim Triệu. Chính vì vậy, không ít khán giả hy vọng tin đồn trên sẽ trở thành sự thật, sớm được hai diễn viên nổi tiếng xác nhận trong thời gian tới. Một số bình luận như sau: đáng để chờ đợi, trước đây thấy cảnh điểm với Nhậm Gia Luân đóng với nhau hợp. Dương Mịch vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu không thể thì Lý Thẩm là phù hợp. Khí chất của hai cô này khá giống nhau, nên không phải lo không hợp, nhưng thôi cảnh điểm cũng được. Đời liên tục rốt cuộc đến bao giờ mới chốt dàn cát chuyển vậy? Bản thân tôi thì thấy cảnh điểm hợp vai nữ chính hơn Dương Mịch. Kiều Tàng là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, xoay quanh câu chuyện về Nhiếp Trình Vương và nương tử của hắn. Chuyện kể rằng sau đại bệnh, Miên Đường hoàn toàn quên mất mọi chuyện sau khi xuất giá. Cũng may bên cạnh nàng còn có một trượng phu dung mạo như tiên, tính cách ôn hòa thiện lương, không rời không bỏ khi nàng đau ốm, cho dù có tán gia bại sản cũng phải giúp nàng chữa bệnh. Hiện Kiều Tàng chưa công bố bất cứ thông tin gì liên quan đến bộ phim cả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.